Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video này để dành tặng cho những bạn đang có ý định tham gia kỳ thi tiếng Anh B1, B2 và C1 nha. Thì vào ngày 4 tháng 1 vừa rồi thì mình đã đại diện cho Trung tâm Ngoại ngữ IC tham gia kỳ thi tiếng Anh B1, B2 và C1 để có được kinh nghiệm cũng như là sẽ có được những cái thông tin về và chia sẻ lại các bạn thông qua video này. Thì trong video lần này mình sẽ mô tả lại tiến trình đầy đủ từ lúc bắt đầu thi đến lúc kết thúc cái quá trình thi và những cái cảm nhận của mình trong quá trình thi như thế nào cho các bạn ha. Thì đầu tiên á, thì khi mà các bạn nhận được email của Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ, các bạn sẽ được biết được cái ca thi của mình vào ngày nào và cái ca thi sáng hay chiều. Nếu như các bạn thi vào buổi sáng, các bạn sẽ phải có mặt ở phòng thi lúc 6:30. Nếu các bạn thi buổi chiều, các bạn sẽ có mặt ở phòng thi lúc 12:30. Và sau khi có mặt rồi thì các bạn sẽ đưa giấy chứng minh cho người là người ta quản lý về cái mảng là thẻ dự thi. Thì các bạn đưa giấy chứng minh ra, người ta sẽ đưa cho các bạn thẻ dự thi. Sau đó các bạn cầm giấy chứng minh và thẻ dự thi đi lên tầng 2. Tầng 2 là chúng ta có tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. Đi lên tầng số 2 thì các bạn nhìn ở bên tay trái nó có một cái khu vực để đồ và tư trang của thí sinh. Thì ở có những cái học tủ và có chìa khóa giống như trong siêu thị gì đó các bạn. Các bạn để đồ đạc của mình đó vào. Thì trong đó bạn để cả tiền nè, điện thoại nè và tất cả những cái đồ quý giá của mình ha, và cả nước, chai nước các bạn cũng không được mang vào luôn. Thì các bạn để vào, các bạn khóa lại và các bạn chỉ mang đi là ba thứ. Cái thứ nhất là giấy chứng minh nhân dân, thứ hai là thẻ dự thi và thứ ba là cái chìa khóa của cái tủ của mình. Sau đó các bạn đi ra ngoài thì các bạn sẽ được đi ngang qua một cái cổng từ. Thì cái cổng từ này nó có chức năng là sẽ quét hết những cái trên web chúng ta, thì cho biết là chúng ta có mang tài liệu vào phòng thi hay không, hay là có những cái vật dụng gì nó giống như là tài liệu thì đều được kiểm tra kỹ lưỡng hết đó. Sau khi các bạn đi ngang qua cổng từ và người ta kiểm tra mình xong rồi, các bạn sẽ đến một cái phòng hội trường. Thì cái phòng này các bạn sẽ được nghe sinh hoạt quy chế thi trong vòng từ 20 đến 30 phút. Thì người sinh hoạt cho các bạn là phó giám đốc của Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ là cô Phương Thảo. Sau các bạn tham gia vào cái buổi sinh hoạt này, các bạn cố gắng bạn đi đúng giờ để các bạn nghe được đầy đủ bắt đầu đến lúc kết thúc lúc sinh hoạt. Thì nó có rất là nhiều thông tin bổ ích và cung cấp những cái thông tin rất là quý giá cho chúng ta luôn. Đặc biệt đó là cái thông tin về chiến lược làm bài thi của từng kỹ năng một. Kỹ năng nghe chúng ta thi như thế nào, chiến lược làm bài như thế nào, kỹ năng đọc như thế nào, viết như thế nào và nói như thế nào. Nó và có chúng ta có thể giải đáp những thắc mắc của mình trong quá trình làm bài. Ví dụ như là nếu mà chúng ta làm bài thi mà chúng ta chưa kịp lưu bài thì cái bài đó chúng ta có lưu hay không đó, thì cô Thảo sẽ giải đáp cho các bạn hết. Thì cái thời gian ngồi khi mà cô tư vấn thì cô trao đổi sinh hoạt quy chế thì nó cũng khá là dài, cho nên các bạn cố gắng bạn tập trung bạn lắng nghe. Sau khi các bạn nghe sinh hoạt xong, các bạn sẽ về phòng thi của mình liền. Thì lúc đó mình thi phần số 2. Thì khi mà chúng ta trước khi vô phòng thi thì được giám thị gọi tên và chúng ta ngồi đúng vào cái vị trí máy của có tên và số báo danh của mình. Các bạn ngồi xong thì các bạn sẽ được hai giám thị lại một lần nữa, người ta sẽ là sinh hoạt giới thiệu với các bạn cái phần mềm thi thử, cái phần mềm thi và bằng thông qua một cái slide checkerboard các bạn là vào cách đăng nhập như thế nào, mật khẩu như thế nào, rồi các bạn sẽ được test về cái micro nè, test về cái tai nghe như thế nào nó tốt nhất trong để hỗ trợ tốt nhất trong quá trình làm bài thi của các bạn đó. Rồi các bạn đợi một chút xíu, khoảng tầm lúc đó là sinh hoạt khoảng xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì lúc các bạn bắt đầu thi, thì có thể bạn làm nhanh thì các bạn bắt đầu lúc 1:20. Các bạn nào chậm hơn tí thì bắt đầu trễ nhất là 1:30. Sau khi các bạn ổn định hết rồi thì giám thị người ta sẽ phát cho các bạn một tờ giấy, đó là tờ giấy nháp luôn, và trên đó nó sẽ có cái tên đăng nhập và cái mật khẩu của các bạn. Các bạn phải nhập cho đúng. Nếu các bạn nhập sai thì cái bài làm của các bạn từ đầu tới cuối sẽ là bài làm của người khác nếu như chúng ta nhầm lẫn một con số, cho nên phải chú ý đánh thật chậm cái thông tin.
Rồi sau khi đăng nhập vào thì cái lúc mà mình nhìn thấy cái giao diện của cái phần mềm lúc mà đăng nhập tên và mật khẩu vào thì mình thấy rất là bất ngờ. Tại vì nó rất cực kỳ giống với phần mềm thi thử của do trung tâm ngoại ngữ IC đầu tư xây dựng. Thì từ màu sắc nè cho đến các kết cấu bên trong cũng đều rất là giống luôn các bạn. Có một điểm khác đó chính là cái tên gọi của cái phần mềm đó, thì ở Cần Thơ người ta gọi cái phần mềm là Language Testing System, còn IC tên phần mềm là IC Testing Software. Đó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi, còn ở bên trong và giao diện màu sắc giống hết. Cho nên là nếu mà bạn nào còn đang là thắc mắc về cái việc là mình chưa có kinh nghiệm đi thi thì các bạn có thể đến trung tâm ngoại ngữ IC để được tư vấn nè và được thi thử phần mềm để các bạn tránh cái việc hồi hộp cũng như là bỡ ngỡ trong lúc quá trình các bạn làm bài thi. Đó. Thì bản thân mình thì mình đã biết đầy đủ cái thông tin về quá trình thi, trong các phần thi đó là những phần thi nào mình chuẩn bị, rồi kể cả kỹ năng thi mà trên máy tính mình cũng đã rành hết rồi. Cho nên khi vô phòng thi mình không cần phải quá là lo lắng về mình phải nhớ hết tất cả những thông tin mà giám thị họ cung cấp cho mình, để nếu mà mình làm sai thì nó sẽ ảnh hưởng bị hủy bài thi nè, ảnh hưởng tới kết quả thi, hoặc là mình làm bài không kịp giờ đó. Nhưng mà mình đã khắc phục hết những cái yếu tố đó bằng việc là mình chuẩn bị tâm thế rất là kỹ cho kỳ thi cũng như những kỹ năng thông tin. Khi mà mình vào lúc đó phòng thi thì mình chỉ việc là mình compare, mình so sánh với những cái thông tin mà của giám thị họ đưa xuống, thì mình xem thử coi cái gì mình biết, cái gì mình chưa biết, mình sẽ cập nhật thêm, hoặc là mình thấy nó đều đúng hết những gì mình đã biết thì mình an tâm hơn. Sau khi bắt đầu đăng nhập vào cái phần thi thì các bạn sẽ được test về cái tai nghe, rồi các bạn test về cái micro nó có tốt hay không, nó có bị trục trặc gì hay không, thì các bạn sẽ bắt đầu nút nhận đề. Rồi các bạn bắt đầu các bạn thi. Đó. Thì chi tiết thêm về trong cái quá trình thi từng kỹ năng thế nào á, thì có lẽ ở đây trong thời hạn cho phép của cái video này thì mình sẽ không thể mình chia sẻ hết được. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin thì các bạn có thể đến trung tâm ngoại ngữ IC để được tư vấn và được tham gia thi thử cái phần mềm ATS nhé. Thì mình có chia sẻ thêm phần nào nữa không ta? Có thêm một ít cuối cùng này mình chia sẻ với các bạn nữa ha, là khi các bạn đã có ý định các bạn luyện rồi á, thì có nhiều bạn hỏi mình là mình nên bắt đầu luyện thời gian bao lâu thì cũng là có thể thi B1 được đó. Còn mục tiêu của mình thì mình đặt ở B2, còn các bạn nào mà muốn đi thi B1 đó, thì mình nghĩ nếu mà trình độ bạn vững rồi thì các bạn luyện 1 tháng thôi. Nó bạn tập trung vào những kỹ năng nào mà trọng yếu, ví dụ như là viết với nói, thì các bạn có thể thi đạt đạt B1. Còn cái nhà thi hôm đó của mình thì xung quanh nó là có rất là nhiều các cái cô chú lớn tuổi ở các cái tỉnh khác như là Đồng Tháp nè, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, là thi theo cái viện là năng ngạch viên chức gì đó, cho nên là người ta thi rất là nhiều. Và còn đợt của mình thì không không có nhiều người người trẻ cho lắm. Thì phần video mình hôm nay có lẽ là mình sẽ dừng lại đây và mình sẽ tiếp tục làm thêm những video khác để cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại với các bạn ở những cái video tiếp theo.